mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: sau nhiều ngày vụ tài xế xe container mất lái và đâm vào hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Bến Lức, Long An thì vẫn chưa có thể kết luận được tội danh của tài xế này, và lái xe container gây tai nạn ở Long An có dấu hiệu phạm tội giết người. Theo luật sư Trần Minh Hùng cho rằng tài xế xe container vi phạm quy định về giao thông đường bộ, nhưng đồng nghiệp của ông này thì cho rằng lái xe có dấu hiệu của tội giết người. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 2 tháng 1 tại Long An làm 4 người chết, 18 người bị thương, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, huyện Bến Lức để điều tra làm rõ vụ việc. Sáng ngày 3 tháng 1, Hiếu được làm xét nghiệm máu, kết quả 2 lần cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Theo luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, tài xế xe container gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng này phải chịu cả trách nhiệm dân sự và hình sự. Về trách nhiệm dân sự được quy định tại điều 604 Bộ luật dân sự. Theo đó, người này do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xúc phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường thiệt hại như thế nào thì dựa theo nguyên tắc bồi thường thiệt hại ở điều 605 Bộ luật dân sự. Trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm về quy định giao thông đường bộ, gây thiệt hại cho người khác, làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn thương cho sức khỏe của người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể của những người này từ 61% đến 121% và gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 1,2 tỷ đồng thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Với việc tài xế Hiếu lái xe có sử dụng heroin và nồng độ rượu cao làm chết 3 người thì theo luật hình sự, ông luật sư Hùng nói người này có thể chịu mức án từ 7 đến 15 năm tù theo điều A khoảng 3 điều 600. Hình phạt cụ thể trách nhiệm dân sự như thế nào thì phải phụ thuộc vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ sớm tiến hành các bước theo pháp luật. Luật sư Hùng nêu thêm quan điểm. Và tiến sĩ luật sư Lê Văn Thiệp, văn phòng luật sư toàn cầu, có góc nhìn khác với luật sư Hùng về vụ việc trên. Ông cho rằng căn cứ đoạn clip ghi lại vụ tai nạn có thể thấy hành vi của tài xế sinh năm 1987 đã có dấu hiệu phạm tội giết người. Ông Thiệp phân tích, với tình huống đó, tài xế có ít nhất hai lựa chọn để xử lý an toàn hơn cho những người khác, như đánh lái sang trái hoặc va vào xe tải phía trước với tốc độ 45 km/h thì chỉ thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, người lái xe container đã lách qua rồi cán hàng loạt người đi phương tiện cơ giới nhỏ hơn, dù biết hậu quả xảy ra sẽ cao và vô cùng mất mát. Theo luật sư, trường hợp xe đầu kéo mất phanh và không còn lựa chọn nào khác thì mới đúng bản chất vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại Long An, tài xế có nhiều lựa chọn hơn. Anh ta buộc phải xử lý xe sao để hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra, nhưng anh ta đã không làm. Hành vi khách quan chứng minh được mục đích chủ quan, ở đây người lái container đã không chọn biện pháp an toàn nên hành vi có thể bị coi là cố ý, theo luật sư phân tích. Ngoài ra, bản thân tài xế phải biết việc sử dụng ma túy là nguy hiểm cho xã hội. Tài xế cũng buộc phải biết sau khi dùng ma túy mà điều khiển xe đầu kéo có kích thước và tải trọng lớn sẽ trở thành nguy hiểm tính mạng cho người khác. Theo thông tin tại cuộc họp, xe container còn hạn kiểm định đến cuối tháng 3. Chủ xe đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn Thạnh Đức, có trụ sở cách hiện trường hơn 1 km. Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu không chỉ xử lý tài xế mà cần xem xét nhiệm vụ của đơn vị kinh doanh xe vận tải này. Theo ông luật sư Hùng, đơn vị vận tải nếu kinh doanh đúng theo luật, xe có đăng ký hoạt động thì đảm bảo chất lượng lưu thông thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào kết luận điều tra lỗi gây tai nạn. Thường đơn vị vận tải chịu trách nhiệm dân sự với lỗi do nhân viên gây nên chứ không phải chịu trách nhiệm hình sự, ông luật sư cho biết. Trường hợp công ty sở hữu không biết tài xế có những dấu hiệu sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích thì doanh nghiệp vẫn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.